Chào quý vị và các bạn. Trong mỗi chúng ta chắc hẳn đã có nhiều người từng nhìn thấy hiện tượng sao băng, và cũng có thể có nhiều bạn chưa may mắn được nhìn thấy hiện tượng này trong thực tế. Vậy thì thông tin sau đây Tin Nóng TV xin gửi đến các bạn chắc chắn sẽ là một thông tin rất hữu ích cho những ai mong muốn được một lần thấy tận mắt hiện tượng này. Thưa quý vị và các bạn, đêm mai, trận mưa sao băng đạt cực đại sẽ xuất hiện. Đêm 22, rạng sáng ngày 23 tháng 4, những người yêu thiên văn học sẽ có cơ hội ngắm trận mưa sao băng đạt cực đại với 10 đến 20 vệt sáng mỗi giờ. Mưa sao băng Lyrit năm nay diễn ra trùng với giai đoạn trăng mới. Lúc này, trên bầu trời hầu như không có ánh trăng, nên rất thuận lợi để quan sát các vệt sáng gây ra bởi bụi sao chổi. Mưa sao băng Lyrit sẽ xuất hiện vào đêm 22, rạng sáng 23 tháng 4. Vào thời điểm cực đại, mức độ của mưa sao băng này thường xuất hiện trung bình 10, 20 vệt sáng trên bầu trời mỗi giờ. Trước đây, mưa sao băng Lyrit cũng từng lập các kỷ lục vào năm 1982, mưa đạt đến hơn 180 vệt sáng chỉ trong vài phút, hay năm 1922 cũng đạt tới 100 vệt trong một giờ. Mưa sao băng Lyrit có nguồn gốc từ các hạt bụi và mảnh vỡ của sao chổi C trên 1861 G1 Hatcher, được khám phá vào năm 1861. Đây cũng là một trong những đợt mưa sao băng được ghi nhận sớm nhất, vào khoảng 2.700 năm trước ở đất thì thời gian tốt nhất để quan sát tốt nhất là từ nửa đêm đến rạng sáng. Và tờ Earth Sky đã đưa ra những mẹo hay để quan sát mưa sao băng mà nhiều người chưa nắm rõ. Mẹo 1. Tìm hiểu về điểm cực đại của đợt mưa sao băng này. Nếu bạn theo dõi đường đi của tất cả các thiên thạch Lyrit, chúng dường như tỏa ra từ chòm sao Lyra gần ngôi sao rực rỡ Vega. Tên mưa sao băng Lyrit cũng xuất phát từ tên chòm sao Lyra này. Tuy nhiên bạn không cần xác định Vega hoặc Lyra để xem mưa sao băng Lyrit vì sao băng có xu hướng tỏa ra từ phía chòm sao Lyra, thiên cầm, nhưng cũng có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ nơi đâu trên bầu trời. Tất cả những gì bạn nên tìm hiểu là cực điểm của nó. Mưa sao băng leo lên cao suốt đêm, khá cao vào nửa đêm và cao nhất ngay trước khi trời sáng. Điều đó không có nghĩa là bạn bỏ qua thời gian vào tối muộn, đó cũng là khoảng thời gian tiềm năng để ngắm hiện tượng này. Mẹo số 2, quan sát tránh xa ánh đèn thành phố. Nơi nào có điều kiện thời tiết tốt, góc nhìn rộng, không đứng dưới đèn đường, và nơi có ánh sáng nhân tạo vì lóa mắt sẽ dễ quan sát hơn. Trên thực tế khu vực quan sát tốt là xa các đô thị lớn, đặc biệt dễ quan sát ở núi cao, bờ biển. Mẹo số 3, đừng mong đợi quá nhiều. Đi ngắm mưa sao băng giống như đi câu cá vì không phải lúc nào cũng có thể quan sát được. Bạn chờ đón và tận hưởng không khí về đêm bên bạn bè, người thân nhưng không nên quá mong đợi. Đối với người quan sát ở phía nam bán cầu sẽ khó quan sát mưa sao băng hơn ở bắc bán cầu. Một số sự thật thú vị khác về mưa sao băng Lyrit. Lyrit đã từng có sự bùng nổ. Ví dụ, vào năm 1982, các nhà quan sát ở Mỹ đã chứng kiến sự bùng nổ của gần 100 vệt sao băng Lyrit mỗi giờ. Các nhà quan sát Nhật Bản đã nhìn thấy khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ vào năm 1945, và các nhà quan sát Hy Lạp đã nhìn thấy con số đó vào năm 1922. Tuy nhiên chưa có sự bùng nổ Lyrit nào được dự đoán cho năm 2020. Mưa sao băng Lyrit có khoảng 10 đến 20 hoặc hơn vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm vào một đêm không trăng. Năm 2020 mặt trăng đang gần ở pha trăng mới sẽ không gây trở ngại cho việc quan sát mưa sao băng. Mưa sao băng Lyrit có nguồn gốc từ các hạt bụi và mảnh vỡ của sao chổi C trên 1861 G1 Hatcher, được khám phá vào năm 1861. Chúng quay quanh mặt trời theo chu kỳ nhất định với quỹ đạo hình ellipse. Khi cắt ngang qua quỹ đạo của trái đất mỗi năm một lần, một phần của đám bụi vũ trụ này sẽ xuyên qua lớp khí quyển trái đất và bốc cháy, tạo ra hiện tượng mưa sao băng. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho mình bằng cách nhấn nút đăng ký và nhấn hình quả chuông ở góc bên phải. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.